Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu cái sợi cáp sạc dài 1,5m dành cho điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad Cái này của nhà mạng AU-1 một nhà mạng khá nổi tiếng của Nhật Bản Chúng ta có thể sử dụng cho iPod, iPad và iPhone Tất cả thiết bị có cổng Lightning chúng ta đều dùng được Và mã của sản phẩm này là R03Q004 Dây có màu trắng và dành cho thị trường Nhật Bản Cái này là cái sợi cáp có bản quyền nên các bạn sử dụng với iPhone iPad thoải mái đây chúng ta sẽ tìm hiểu ở bên trong thì đặc điểm của cái sợi cáp này là chúng ta có thể sử dụng để sạc điện thoại sạc máy tính bảng hoặc là copy dữ liệu với máy tính có hai đầu một đầu là cổng Lightning và đầu kia là cổng USB để cắm vào cục sạc hoặc máy tính toàn bộ cái dây này là dài 1,5m đây là cổng Lightning này và thân cái dây này thì bọc dù nên các bạn thấy là về mặt cảm quang nó sẽ rất là bền toàn bộ màu trắng hết ạ về thực tế sử dụng thì rất nhiều khách hàng đánh giá tốt về cái dây này nó không bị đen đầu và sử dụng rất bền để tìm hiểu kỹ hơn về cái sợi cáp 1,5m để sạc iPhone, iPad, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.